Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh Nhã Vlog nha. Thì mình là chị Giao Lõ đây. Thì mấy ngày nay mọi người thì mình cũng có bị bệnh, và mình bị sốt thôi chứ không có bị cái kia. Thì lắm mình cũng có test rồi mà có một hoạch rồi mọi người, chưa có bầu được. Thì mình đang ở trong toilet nè. Thì mình có nãy giờ mình có lén lén á, mình đã có quen ngoái rồi. Thì giờ mình sẽ cho anh Nhã dành với thằng Sen. Nếu mọi người muốn biết mình cho anh như thế nào thì mọi người đi theo mình nha. Ok nha. Mày có bị gì? 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 Mày có bị g
kêu nó dậy đi, nó làm gì đây, nó làm gì đây, vậy làm vậy muốn nhìn nghe mới biết chung cho vui chứ mày phải dậy đó nghe mày muốn chết đó chứ mày phải dậy đó nghe mày muốn chết đó mày phải dậy đó nghe mày muốn chết đó khó lên đây rồi mày gặp lại đi xem mày dậy đi đấy mày phải nó thùng quá muốn cái gì mà muốn đánh mày vậy còn muốn nó cái gì hại anh em gì đó mày làm kìa xịt lộn cho nó dậy con bự chết không gì tao mày biến cái này giờ mày uống cái chai con đi nó dễ quy vững trong bụng mày kiếm cái gì cho nó hử rồi đi con chuyện nó lộn đó bây giờ mày kiếm gì cho nó hử ở kiếm thì ở đây kiếm sớm giờ anh hử đừng có lại gặp nó đừng có lại gặp mấy cái kiếm cái gì thơm thơm á thằng giấy thì nãy rồi dữ nhưng mà cái mùa này nó nặng á mà đó phải cho nó hử được cái mùa này ai hử kiểu gì con thử cái gì đấy á ông có rồi hai giờ đúng không ơi về đi cho em đi cho em đi rồi đi đâu chạy rồi nhà ơi cái gì ngủ đi chạy cũng gì chạy đi về đi bắt đầu nghĩ sao đuổi cùng hả? Dạ đuổi, không phải đuổi, kêu đi về Mỹ Hương đi Mỹ Hương sao mà đuổi? Cà mẹ thì đang lại luôn, chạy còn mình mà lại lúc lại nó chén mắm mà mày thử thứ coi, mày nghe không được rồi không có được, mình có chén mắm đừng có chén mắm hết, sang em hết nè, rồi bây giờ đi về đi à, sáng giờ lại nha, cũng yên tâm là sáng giờ lại nói chuyện mày rồi không, chịu thử bây giờ tới mình đi giờ mình đi test nè bây giờ mình đi ra trên y tế mình mua rồi mình test đi ở dưới đây em không mọi người đi về đi gần mấy bây giờ đi về chắc là còn nữa có gì không nó không có gì nha dí mắt thì ui luôn nha kìa không có đi vô đi vậy mày mắc mùi mà không có gì làm sao mắc mùi là tới cái giai đoạn gì rồi mà không có gì không vậy tiếp xúc với mày không vậy thì không vậy là bữa mày đặt đầu cửa mày mày nói mày test kìa nó mới chưa rồi bữa mày nói mày test chưa test rồi mày test rồi mày hết mày không nói vậy tại sao nó là mắt hùng? Ai biết gì nó mắt hùng đi? Mày có giấu anh em mà nhiều không? Mày hại anh em. Tại thằng này nó gắt sớm qua đây nè. Tại vì nó tiếp sớm chưa phát hiện ra được nó một gắt. Giờ nó mắt hùng là hiểu rồi. Chết mày nè, bị dính bẫy rồi. Chắc không? Anh bẫy gắt. Em dính gì vậy? Em giật đó. Gì à? Gì anh? Về test lại một lần nữa. Rồi có gì báo cho anh ở đây cho anh biết rồi anh tự cái ly nhà luôn. Bây giờ mày ra tại hướng tây mua một cái test để test thử cái đi. Rồi đây kiểu đây bây giờ mày đi thẳng một mặt về nhà đó cửa phòng đi tụi tao mua cây test lên cho mày. Mình sáng giờ tiếp xúc với nó rồi. Phải. Vậy tao lại đi chị đâu mua đem bên ngoài rồi mua cho tụi tao nữa. Đi về đi. Em nói rồi test có một vạch mà. Một vạch mà bây giờ mày bắt mồi được sao? Mày bắt mồi thì nó bị mắc mồi gì chứ sao? Thì tới sẽ bắt mồi đi đâu? Đi đâu? Nhưng cách ly, bắt buồn nhưng đi cách ly bắt buồn em bị như vậy, nói mày phải cải cố nữa mà chú bác chơi này vậy giờ mày có triệu chứng rồi đó phải chú bác ăn bây giờ đi về đi rồi như thế nào báo cho nó đây là anh biết anh tụi anh không ra đường đi cái đi về hoài đó đi chơi cho vui chứ mày với anh em không đi về mày đi nhà đi mày dán mà mày đang không cố ở đây anh em bị qua về đây mày không bị đây về đây nó bệnh rồi mẹ trời ơi nhọt luôn này nhọt bây giờ chúng ta ngồi ra đi về rồi như thế nào bảo sao không nó bệnh rồi ấy đi ra nhà nó đẹp hơn không này bây giờ anh hấp chỉ mày một cách à đi về à nè đi về nhà vô phòng đi rồi có nhà mẹ hay ai đó mình xóm đó là đi xa ra đi xa ra mai mới đi rồi xong rồi cái kết quả như nào thì về cho toàn ở đây toàn biết toàn không tiếp xúc với người ta ta cứ như vậy là anh đi về F1 rồi F1.
Bây giờ cứ về đây, cứ gì test bình thường. Ừ. Rồi kết quả như thế nào đó, thì về đây báo cho anh, cho anh biết, vậy cho anh không ra đường. Để ra đường xúc ta, khổ ta nữa. Nó đúng rồi, đừng có công bằng gì tạm hết. Nó đúng rồi đúng không? Rồi bây giờ nghe bạn đi làm xe ra chiều, đúng không? Không bỏ ai ở lại phía sau, tiến lên phía trước con số 8 hùng hậu. Nay mày sai thì ngày mai làm lại, đừng nghĩ thất bại thì anh em bỏ rơi. Không biết chẳng à. Nhìn mày cơ đây. Đi nha, báo ngay bắt. Mày tin tưởng tao không? Em báo ngay bắt. Mày tin tưởng tao không? Tin tưởng cái gì mà tin tưởng? Mở ra đi. Không được. Mở ra đi. Không được, không được. Hôm qua nó cũng vô phòng đó, nó chơi game cũng dính rồi. Mẹ chết. Mở cửa ra đi. Mở gì mà mở ra mà mở được. Cái phòng ngừa được cái lúc nào hay lúc đó. Ngờ người gì sáng giờ vô chồng ngồi chơi game vậy à? Ngồi chơi game gì mà chơi game? Thôi quên mẹ, khi nhà nó tính giác nó chơi gì ta? Ở qua đây ở trong rồi. Hẻ kể chuyện của nó rồi. Gần chó này phải cách ly rồi liền. Nó chứ nó quay cái gì kìa. Quay gì? Ai biết nó cầm cái quay gì kìa. Quay gì? Nó quay gì kìa. Quay bằng chứng xa lánh anh em bị mất mù. Gì đâu trời ơi. Má trộm gì cũng trộm trên ba cái này trời. Trộm gì chưa kịp nói bị nghẹt mũi nữa anh chạy rồi. Sao mày mày nó mắc mù. Tao hỏi mày nghẹt mũi mày la rồi không phải mắc mù rồi. Chơi sầm sàm báo ông em bắt luôn á. Chơi thì đó thì có bị thiệt ha quay. Ủa lộn, bị thiệt đi về à. Giỡn giỡn quay chơi cho em vui không? Nói chứ nãy giờ em thiệt cơ chứ không có giỡn. Cũng dừng lần nào cũng dính mẹ nữa rồi. Có còn giờ uy tín là mày có hay không thôi. Không. Có hay không? Có. Má sợ dữ trời. Có hay không? Không. Mày sao mà kiến trà bắt đầu luôn á. Cái nào đàng hoàng cái đó má còn công việc làm nữa mày. Không. Cái nào đàng hoàng ra cái. Không có thiệt. Mà tao nói bây giờ nếu nó có ai cũng dính hết. Là sáng mày có test rồi đúng không? Ừ không có. Sáng mày test không có đúng không? Ừ. Sao mày lại có? Có là đâu nó giỡn ha. Có hay không là nếu mà nó có sáng mày cũng dính mẹ hết rồi còn về gì. Nhưng mà sáng nó test ở nhà rồi. Nó nãy giờ nó đang ngồi kế mẹ nó ăn hỏi giờ nó bấm máy tính nãy giờ cũng vậy à. Mà nó không có. Mày có không? Không. Ừ không có được rồi. Có gì thôi. Mày không có được muốn cái giỡn nha chó này. Mày muốn mày muốn làm gì tao cũng được chứ mày cũng có được tao cái là tao vui đó mày. Nghĩ sao đâu mà mày có đem giỡn trời. Mày giỡn vui lắm gì vậy. Tới mày cái gì mới vậy. Dạ dạ. Tám nóng người vậy. Rồi
Dơ dơ. Dơ này dơ 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 bộ không có chẳng không chơi nó. Nó hợp tác với mày không? Không. Nó sốt thiệt kiểu mạo. Thế dạ. Trốn đi cả nhà. Trốn đi nó rồi. Kìa. Đi về rồi chứ. Đi gắt. Đi về đây bữa nay không gặp chị Lít. Về đây. Nay đi tập chỉnh cho. Về đây về đi. Mày đi về đi. Nóng chút xíu à. Ờ chút xíu à. Chút xíu chút bác. Vậy thôi á. À rồi đúng luôn. Trời không có hợp tác nữa. Mày có hợp tác không? Nó thiệt đi anh em đây. Không. Không có hả? Ơi. Mày làm gì bị sốt? Không có, hỏi nó, mày có bị gì không? Mày nóng với người này. Mày làm gì nóng? Cảm. Sao cảm? Không biết nữa. Lý do? Qua bị đâu? Thì không biết, mà có bị dương tính. Yeah. Ăn sợm quá nha. À, không biết không á. Không giỡn nha, bạn giỡn như thế nào cũng giỡn, giỡn. Chưa Tết nữa. Cái gì giỡn được chứ ba cái này không có giỡn nha. Hơi bị xíu không sao. Đi đâu vào, đi đâu vào? Dạ. Cho tao vô xíu rồi. Vô đâu? Mày phải hết đàng hoàng tao đi về đó. Mày chết. Hôm qua mày đi đâu? Chơi. Đi chơi đâu? Chơi vòng vậy. Mày sao? Nó chừng nó dính rồi. Nó giống thương xương à. Thôi đi không, đi ba đi về đi. Ừ dạ. Rồi đi chơi với ba hả? Nghe mày lơm sụm. Mày bị gì nữa? Mày sao có thể mày áo mày sao hả? Quá hợp tác hùng hả? Mấy mẹ chứ nghĩ ghê ghê. Sao bố mẹ ơi? Ê hôm qua em thấy nó đi, nó đi chích thuốc rồi mà. Chích thuốc gì? Chích thuốc ngừa. Ngừa là sao? Ừ, qua tìm, nó, qua nó đi tìm mũ bà đó. Qua đi tìm mũ bà mà nhanh. Nhanh. Chết rồi. Hôm qua mày hôm qua mày đi tìm mũ bà mà mày nói mày đi chơi. Chóc láo hả? Qua đi tìm mũ bà nó hợp bóng ngừa. Dạ tôi có đồ kháng rồi chứ tôi không có bị. Dạ. Vậy là nó tìm nó số. Thằng này đâu chung phe đó. Không cho ông thiệt. Xử thằng nào được cứ xử. Tao cũng biết rồi, tao không dính dáng tới nó à. Nói gì tao lo như mày. Mày chung phe vậy. Dạ này má, cái nào giỡn được giỡn. Cái này không có giỡn nghe, tại công ăn việc làm nữa chứ đâu phải như vậy giỡn giỡn. Cái này tao lo được không? Phải không à? Rồi rõ ràng một cái là sáng thì tết rồi đúng không? Ừ. Bị đúng không? Ừ. Còn này thì sao qua đi chết vô. Ừ. Nhà hàng xóm vô. Ừ. Rồi. Rồi vậy yên tâm rồi. Yên tâm chưa? Rồi được rồi. Không hứa. Không hứa nha. Không hứa trời. Má có gì nói thiệt đi giỡn hoài. Tội. Hai hai hai. Má nó chữ thề. Nghe mày. Ai bố này không hứa thiệt. Không hứa. Không hứa. Thì ok mọi người, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay cho mình một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.